Trong hơn 200 năm, nhân loại đã biết về sự tồn tại của các tiểu hành tinh khổng lồ được tìm thấy trong vành đai tiểu hành tinh. Nhưng trong phần lớn thời gian đó, chúng chỉ là những đốm nhỏ trên bầu trời đêm. Tiểu hành tinh đầu tiên được phát hiện là Ceres vào năm 1801. Nhưng thời điểm đó, nó được thêm vào danh sách các hành tinh. Một năm sau, Pallas được phát hiện và trong những năm tiếp theo là Juno và Vesta. Do đó, vào năm 1845, hệ mặt trời của chúng ta có tới 11 hành tinh, 7 hành tinh ban đầu từ sao Thủy đến sao Thiên Vương. Sao Hải Vương lúc này chưa được phát hiện, cộng với 4 tiểu hành tinh. Khi ngày càng có nhiều tiểu hành tinh được phát hiện, rõ ràng chúng không thể được liệt kê là hành tinh. Đây là một điều tốt, vì ngày nay có hàng triệu tiểu hành tinh được biết đến với nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, trước năm 2011, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ tiểu hành tinh nào trong số 4 tiểu hành tinh ban đầu ở cự ly gần. Và năm 2007, tàu vũ trụ Dawn ra mắt. Nó có một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt, đó là khám phá và điều tra không chỉ một mà hai trong số các tiểu hành tinh lớn này. Đầu tiên là Vesta và sau đó là Ceres. Và nó đã thực sự nhìn thấy những thứ làm thay đổi mọi hiểu biết của chúng ta. Chuyến đi đến Vesta mất 4 năm và sử dụng súng cao su từ lực hấp dẫn của sao hỏa dọc theo đường đi. Con tàu vũ trụ Dawn có một tính năng rất đặc biệt, đó là một động cơ ion. Động cơ ion đã được thử nghiệm trên Deep Space One của NASA. Tuy nhiên, cách tàu Dawn sử dụng nó đã đẩy công nghệ này lên một tầm cao mới. Nhờ có động cơ ion, đây là tàu vũ trụ đầu tiên đi vào quỹ đạo xung quanh hai thiên thể ngoài trái đất riêng biệt. Mặc dù động cơ ion không mạnh lắm, nhưng chúng cực kỳ hiệu quả và do đó có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài. Không giống như động cơ đẩy hóa học dựa vào các phản ứng tạo ra nhiệt và áp suất để đẩy khí ra khỏi tên lửa, động cơ đẩy ion chỉ đơn giản là ion hóa khí xenon trung tính bằng điện để tạo ra gia tốc. Những hạt khí bị ion hóa này lao ra khỏi động cơ với tốc độ 150.000 km/h, đẩy tàu vũ trụ đi theo hướng ngược lại. Vì khi bị ion hóa được tiêu hao chậm, tàu Dawn chỉ có thể tạo ra một lượng điện tích nhất định nên khả năng tăng tốc rất chậm. Con tàu sẽ mất 4 ngày để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h, nhưng trong thời gian dài, nó thực sự đã phô diễn hiệu quả. Tàu Dawn đã bắn các động cơ đẩy của nó trong 85% thời gian. Trong quá trình di chuyển tới sao hỏa chỉ tiêu tốn 72 kg nhiên liệu đẩy xenon và đạt vận tốc hơn 1,8 km/giây. Khi đến Vesta vào tháng 7 năm 2011, những hình ảnh mà nó bắt đầu quay lại đã khiến cộng đồng khoa học kinh ngạc. Đó thực sự không phải là những gì họ đang mong đợi. Sau khi bị lực hấp dẫn của Vesta bắt giữ, Dawn đã hạ thấp quỹ đạo của nó để quan sát kỹ hơn tiểu hành tinh độc đáo này. Vậy có điều gì khiến Vesta trở nên đặc biệt đến như vậy? Điều đầu tiên bạn sẽ chú ý về Vesta là nó có hình dạng khác thường, nó trông giống như một quả bóng bị hẹp. Có hai lý do cho việc này. Thứ nhất là nó không lớn lắm. Những thiên thể này mặc dù lớn so với các tiểu hành tinh khác, nhưng lại khá nhỏ trên quy mô thiên văn. Vesta không đủ lớn để nó ở trạng thái cân bằng, thủy tĩnh. Hay nói cách khác, nó có thể được làm tròn bởi lực hấp dẫn của chính nó, vì nó chỉ có đường kính khoảng 500 km. Điều này mang lại cho nó diện tích bề mặt tương đương quốc gia Pakistan khoảng 800.000 km2. Bạn sẽ thấy nó nhỏ như thế nào nếu so sánh nó với mặt trăng của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn phải lưu ý rằng, ngay cả ở kích thước này, nó vẫn đóng góp tới 9% tổng khối lượng của vành đai tiểu hành tinh. Điều này có thể giúp bạn đánh giá mức độ phân tán thực sự của vành đai tiểu hành tinh. Lý do thứ hai cho hình dạng bất thường này là do hai tác động lớn mà nó đã trải qua trong quá khứ khoảng hơn 1 tỷ năm trước. Vesta đã bị tác động không chỉ một lần mà hai lần xung quanh cực nam của nó với các vật thể có quy mô hành tinh. Những tác động này đã tạo ra các miệng núi lửa lớn đến mức chúng xuyên qua tận lớp phủ của tiểu hành tinh. Lớp vỏ sau đó đã nguội đi và đông đặc lại, để lại một miệng hố phức tạp có tên là Rhea Silvia. Do có nhiều hố chồng lên nhau, nên Rhea Silvia là hố gần đây nhất và nổi bật nhất còn sót lại. Như thường thấy với các miệng núi lửa phức tạp, các bức tường bậc thang có thể được nhìn thấy xung quanh rìa của miệng núi lửa dưới dạng các mảng khổng lồ xung quanh đường xích đạo. Đây cũng là điển hình của các hố thiên thạch phức tạp. Có thể tìm thấy một đỉnh nổi bật ở trung tâm. Đỉnh này từng được cho là ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời, nhưng những quan sát chính xác hơn của Dawn cho thấy danh hiệu đã trở lại với Olympus Mons của sao hỏa. Mặc dù Rhea Silvia vẫn cao 20-25 km, và rộng hơn 100 km.
Do kích thước của nó so với kích thước của Vesta, Rhea Silvia trông giống như một cái mụn khổng lồ xung quanh Nam Cực và có thể dễ dàng nhìn thấy từ quỹ đạo. Hai vụ va chạm đá khắc sâu Nam Cực của Vesta đã ném một lượng lớn chất thải vào không gian. Quá nhiều mảnh vụn đã kết thúc trong vành đai tiểu hành tinh đến nỗi chúng ta được phân loại theo quang phổ tiểu hành tinh của riêng nó, cụ thể là các tiểu hành tinh loại 5. Tiểu hành tinh loại 5 được cho là có nguồn gốc từ Vesta và nhiều trong số chúng có thể bắt nguồn từ những tác động đó. Nhưng những tiểu hành tinh này không kết thúc ở vành đai tiểu hành tinh. Chúng nằm rải rác trên khắp hệ mặt trời và trên thực tế, 5% các thiên thạch kết thúc trên trái đất đến từ Vesta và được gọi là thiên thạch Howardite Ugrit Diogenes. Điều này rất tiện lợi vì chúng ta không cần một nhiệm vụ đem mẫu trở về để có thể nghiên cứu Vesta. Cấu trúc và thành phần của nó tiết lộ một số manh mối về cách mà Vesta được hình thành và sứ mệnh cho đã cố gắng mở rộng sự hiểu biết đó. Từ sự kết hợp của tất cả các dữ liệu được thu thập, các nhà khoa học đã tiết lộ rằng Vesta rất độc đáo trong hệ mặt trời của chúng ta. Nó là tiểu hành tinh đá duy nhất còn sót lại, hay nói cách khác, nó là một phôi hành tinh chưa bao giờ hình thành xong. Giả thuyết cho rằng khi hệ mặt trời đang hình thành, bụi từ đĩa tiền hành tinh sơ khai kết hợp lại thành hàng ngàn hành tinh khác nhau. Những hành tinh nhỏ này va chạm với nhau theo thời gian, hình thành nên các hành tinh lớn mà chúng ta thấy ngày nay. Mặt trăng của chúng ta được cho là đã hình thành như vậy với một tác động tới từ một hành tinh đầm trái đất được gọi là Theia. Các mảnh vụn từ vụ va chạm kết hợp lại trên quỹ đạo của trái đất và theo thời gian quay tròn dưới lực hấp dẫn của chính nó để tạo thành mặt trăng mà chúng ta biết ngày nay. Vesta rõ ràng đã bắt đầu trên con đường trở thành một hành tinh. Nó đã trải qua rất nhiều tác động lớn với các hành tinh. Kết quả của những tác động này là nhiệt độ của chúng tạo ra, có nghĩa là tại một thời điểm, Vesta có một lớp phủ hoạt động dưới bề mặt. Thậm chí ngày nay, nó được gọi là vẫn còn lõi sắt, có đường kính khoảng 220 km, một lõi tương tự như các hành tinh đất đá khác như sao Thủy, sao Kim, trái đất và sao Hỏa. Tuy nhiên, bên trong của Vesta đã nguội đi, có nghĩa là nó đã đông cứng lại. Nhưng vì phần bên trong khác biệt này, nó có thể được gọi là hành tinh lùn nếu không có hai vụ va chạm mà chúng ta đề cập trước đó. Một trong những tiêu chí cho một hành tinh lùn là nó được làm tròn dưới lực hấp dẫn của chính mình. Nhưng khi các vụ va chạm xảy ra vài tỷ năm sau khi Vesta hình thành, nó đã nguội đi quá nhiều nên không đủ đàn hồi để trở lại hình dạng ở trạng thái cân bằng thủy tĩnh. Nhưng đâu là lý do Vesta không bao giờ trở thành một hành tinh? Các bằng chứng hiện đang tố cáo sao Mộc, hành tinh đã đánh cắp khối lượng mà lẽ ra hình thành nên Vesta, hoặc ít nhất là đã làm xáo trộn nó đủ để ngăn Vesta di chuyển. Bằng mắt thường, Vesta có thể khá nhạt nhẽo. Đây là hình ảnh màu thực của Vesta. Tuy nhiên nếu bạn có một chiếc máy ảnh có thể nhìn thấy ở nhiều bước sóng ánh sáng khác nhau, thì đột nhiên sự đa dạng thực sự của Vesta trở nên rõ ràng. Trong hình ảnh tổng hợp này, vật liệu màu đen có khả năng bị văng ra do tác động của một thiên thạch lớn. Vật liệu màu đỏ có khả năng cũng do tác động nhưng đã tan chảy trước khi đông đặc lại. Tàu Drow cũng thực hiện một số khám phá bất ngờ trên bề mặt Vesta. Nó được cho là rất khô, có rất ít hoặc không có chất dễ bay hơi nào được tìm thấy trong lớp vỏ của nó. Nhưng tại sao sau đó lại có bằng chứng về dòng chảy trong quá khứ đã được quan sát thấy? Trong hình ảnh sai màu này, bạn có thể thấy một miệng núi lửa có đường kính vài km với một dòng chảy thoát ra từ nó. Các màu khác nhau cho thấy nó bao gồm một vật liệu khác với khu vực xung quanh. Nguồn gốc chính xác của vật liệu này vẫn chưa được xác định. Nhưng có lẽ nó được mang đến bởi tác nhân va chạm và tan chảy khi va chạm. Một khám phá hấp dẫn khác đã được tìm thấy ở một trong những miệng núi lửa trẻ nhất của Vesta là Marcia. Gần đáy miệng núi lửa, Drow quan sát thấy một thứ gọi là địa hình rỗ. Tại sao địa hình rỗ được tìm thấy ở Vesta vẫn còn là một bí ẩn? Vì trước đó chúng ta mới chỉ nhìn thấy nó trên sao Hỏa. Tuy nhiên các nhà khoa học tin rằng đá khoáng ngậm nước trên bề mặt có thể đã bị nung nóng nhanh chóng, có lẽ là do một tác động khác, giải phóng nước trong đá. Nước này phát nổ khi chúng thoát khí vào không gian, để lại những miệng hố mà bạn thấy ở đây. Miệng núi lửa Marcia này cũng chính là một phần của chuỗi miệng núi lửa tạo nên người tuyết nổi tiếng được tìm thấy trên Vesta. Địa hình tương đối bằng phẳng xung quanh những miệng núi lửa này, điều này được cho là do một lớp vật liệu phun ra đã bao phủ khu vực khỏi các tác động làm phẳng của nó. Tàu Drow chỉ quay quanh Vesta trong một năm trước khi nó rời khỏi quỹ đạo Vesta và chuyển sang chặng thứ hai của hành trình hướng tới hành tinh lùn thực sự, Ceres.
sử dụng động cơ ion. Nó có thể tăng tốc độ cho đến khi đủ nhanh để thoát khỏi lực hấp dẫn của Vesta hoàn toàn, rồi bắt đầu hành trình tới Ceres. Ngay cả với sự trợ giúp của kính viễn vọng không gian Hubble, hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta có về Ceres là hình ảnh này. Đó vẫn là một thiên thể bí ẩn. Cái gì đang nằm chờ ở đó? Liệu tào đao có tồn tại được nhiều năm trong môi trường không gian khắc nghiệt? Và Ceres sẽ tiết lộ điều gì về mặt trời của chúng ta? Sau 2 năm quá cảnh giữa hai thiên thể, tào cuối cùng cũng đã bắt đầu tiếp cận Ceres. Nhiều ngày trôi qua, độ phân giải của Ceres ngày càng tốt hơn. Các chi tiết như miệng núi lửa cuối cùng cũng có thể được xử lý. Và thú vị nhất là có thể nhìn thấy các chấm trắng sáng. Vào thời điểm khi những hình ảnh này mới xuất hiện, có rất nhiều suy đoán chúng là gì. Khi nhận được hình ảnh có độ phân giải cao hơn, có vẻ như điểm sáng nhất thực sự là hai điểm riêng biệt, và sau đó độ phân giải tăng lên cho thấy thực tế đó là một số điểm khác nhau. Tào Trao cũng quan sát cận cảnh bản chất đầy sẹo của Ceres với những miệng hố nằm rải rác trên bề mặt. Mặc dù không có nhiều miệng núi lửa ở đây như dự đoán trước đó, rõ ràng là Ceres không phải hoạt động và trơ như chúng ta nghĩ trước đây. Ceres là một thiên thể rất khác thường, dường như lạc lõng trong vành đai tiểu hành tinh. Phần lớn các tiểu hành tinh chủ yếu bao gồm các chất không bay hơi, chủ yếu là đá và kim loại. Mặt khác, Ceres có thành phần tương tự như sao chổi. Nói cách khác, nó là một thế giới băng giá. Tuy nhiên ở gần mặt trời như vậy, bất kỳ lớp băng nào trực tiếp trên bề mặt đều thăng hoa. Điều này có nghĩa là lớp vỏ bề mặt là đá nhưng xốp với nước bị khóa vào các khoảng trống. Tỷ lệ khoảng 90% là đá và 10% là nước. Bên dưới bề mặt, người ta tin rằng có một lớp phủ bùn và một loại lớn là đá ngậm nước. Chẳng hạn như đất sét, nơi đá và nước muối được trộn với nhau theo tỷ lệ 50-50. Mặc dù điều này rất khó để xác nhận, các mô hình khác cho thấy loại có thể khô hơn và nhỏ hơn rất nhiều với tỷ lệ nước lớn hơn được tìm thấy trong lớp phủ. Dù bằng cách nào, nước chắc chắn có mặt ở Ceres với lượng lớn, có lẽ chiếm 50% tổng thể tích của nó do mật độ thấp của Ceres. Và chính nguồn nước này có lẽ đã làm mới bề mặt của Ceres, mặc dù trong khoảng thời gian rất dài. Những điểm sáng này được gọi là núi lửa lạnh, không giống như các núi lửa thông thường phun dung nham ra khỏi lớp phủ. Các núi lửa lạnh phun ra nước. Đây là mô hình 3D dựa trên dữ liệu của tàu trao về điểm sáng lớn nhất trên Ceres. Nước trên đây chứa đầy muối, nghĩa là khi một núi lửa lạnh trên Ceres phun trào, nước thăng hoa và muối bị bỏ lại. Điều này được quan sát trực tiếp trên mảng sáng nhất trên Ceres, được gọi là điểm 5. Vì sương mù được nhìn thấy định kỳ trên khu vực này, cho thấy rằng nước ở đó đã thăng hoa. Những điểm sáng này tối dần theo thời gian do tiếp xúc với mặt trời thông qua quá trình phong hóa không gian. Vì vậy có khả năng nhiều núi lửa lạnh cũ tồn tại trên bề mặt Ceres, mặc dù hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những cái hoạt động mạnh nhất và gần đây nhất. Tuy nhiên, những cái mà chúng ta có thể thấy không chỉ giới hạn ở những điểm sáng mà chúng ta đã quan sát. Cho đến nay, có rất nhiều trong số chúng nằm rải rác xung quanh hành tinh lùn. Nước cũng được phát hiện ở các khu vực khác xung quanh Ceres. Do độ nghiêng trục rất nhỏ của Ceres, chỉ 4 độ, một số miệng núi lửa ở các cực của nó cũng chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Đáy của những miệng núi lửa này không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời trực tiếp, nghĩa là băng nước có thể tồn tại ở đây mà không cần thăng hoa. Điều này rất giống với mặt trăng của chúng ta, nơi nước đá cũng được cho là đã bị mắc kẹt dưới đáy các miệng hố tối tăm vĩnh viễn trong hàng tỷ năm. Trên bề mặt Ceres có rất nhiều miệng núi lửa, mỗi cái có những đặc điểm riêng, một số rất tròn và rõ ràng, một số khác có vết sẹo dọc theo sàn miệng núi lửa. Có rất nhiều ví dụ về miệng núi lửa phức tạp và các đỉnh cao ở trung tâm, thậm chí còn có bằng chứng về sự sụp đổ của các vành miệng núi lửa, chẳng hạn như tảng đá này đã rơi ra khỏi các bức tường miệng núi lửa. Những tảng đá nhỏ hơn cũng được phát hiện đã rơi xuống các bức tường miệng núi lửa, bằng chứng là những con đường mòn mà chúng để lại. Các vết nứt cũng được phát hiện trên khắp Ceres, cho thấy đã có những áp lực trong lớp vỏ. Một số trong số chúng tương đối trẻ, có lẽ chỉ vài triệu năm tuổi. Một số vết nứt xuất hiện dưới dạng các rãnh và rãnh, nơi lớp vỏ bị kéo căng. Và các vết đứt gãy khác có thể được nhìn thấy dưới dạng các dãy núi, nơi lớp vỏ bị nén lại. Một tính năng đặc biệt bất thường đã được phát hiện trên Ceres, được gọi là Ahunamons. Đó là một ngọn núi rộng khoảng 20 km và cao 5 km, nhưng điều bất thường ở nó là nó nhô lên khỏi khu vực xung quanh mà không có nguyên nhân rõ ràng.
và nó là thứ duy nhất giống như vậy trên toàn hành tinh lùn. Đây có thể là một núi lửa lạnh cũ được hình thành do tác động lớn trực tiếp lên phía bên kia của hành tinh lùn. Sóng địa chấn từ tác động lớn có thể lan truyền qua lớp vỏ của một hành tinh và nơi các sóng gặp lại nhau ở phía đối diện được gọi là đối cực. Các vùng đối cực đã biết xung quanh hệ mặt trời có xu hướng có một số loại địa hình kỳ lạ giống như địa hình được tìm thấy trên sao Thủy. Ahunamons có thể phù hợp với mô tả này với sóng địa chấn từ tác động ở phía đối diện của Ceres đã kích hoạt hoạt động của núi lửa ở đây. Nếu nó là một stratovolcano, nó thực sự có một số điểm tương tự xung quanh hệ mặt trời. Nó sẽ được phân loại là núi lửa mái vòm, tương tự như núi Helen, hoặc một số mái vòm được nhìn thấy trên sao Hỏa. Năm 2018, tàu Trao đã kết thúc sứ mệnh của mình và đạt được thành công rực rỡ. Cuối cùng, nó đã hết nhiên liệu. Điều đó có nghĩa là nó không thể tiếp tục hướng về trái đất để gửi lại dữ liệu hoặc nhận lệnh. Nó bị bỏ lại trong một quỹ đạo ổn định, vô chủ xung quanh Ceres. Một tượng đài trong không gian sẽ ở đó ít nhất 20 năm nữa. Những khám phá và dữ liệu của Tao sẽ là trọng tâm của nghiên cứu tiểu hành tinh trong nhiều năm nữa.